phía bên hông cầu Phú Mỹ, mình rẽ vào phía bên trong này coi, khu phường Phú Thuận, khu phố 1, phường Phú Thuận nha. Rồi nhìn thấy trong đây nè, đã ha, mấy cái hẻm này nhà lầu không à, đã ghê, thích thiệt sự luôn á, yên tĩnh ghê. Buổi trưa á, trời cũng đang âm u, cũng đang dần dần chuyển mưa á, nhưng mà trong này yên tĩnh thiệt, thật sự luôn á. Có tiền sướng ha, mua mấy ngôi, mua mấy cái miếng đất bự bự á, xây lên nguyên cái nhà bự chảng ở trong đó, có cái sân vườn nhỏ nhỏ nữa. Như vậy thì cuộc sống mới thật sự là sống chứ. Còn nếu như mà không có nhà, không có cửa, suốt ngày cứ đi bán dạo, đi lang thang ngoài đường nhỏ thì không thấy gì. Thôi, cam Vĩnh Long 5.500 một ký, phải các cam 5.500 một ký, nguyên bịch đó không biết mấy ký, chắc 10 kg á. Rẻ vào đây đây. Ở đây là ở đâu nè, có cái trường tiểu học Địch Quê á, nhìn mấy cái hàng rào nè, mắt đẹp luôn. Ở đây là trường mầm non nha, ồ trường mầm non Phú Thuận, quá đẹp luôn á, trường bự quê luôn. Phía bên đây cũng là cái trường, mà không biết trường trung tâm giáo dục nghề nghiệp gì, đẹp quá à. Công nhận á, trời không nắng nha, mà không mưa á, trời dịu dịu như vậy nè, chạy lòng vòng á, mấy cái đoạn đường ở Sài Gòn á, thấy nó đã gì đâu. Nhiều người á, họ thích sống ở nước ngoài nha, thì đi nước ngoài ai cũng thích á, nhưng mà nếu như mà có tiền á thì mình vẫn thích sống ở Việt Nam hơn. Bởi vì dù sao thì từ nhỏ đến lớn thì mình cũng đã sống ở đây rồi, mình vẫn sống ở ngoài Sài Gòn này nọ rồi, mình cũng quen đường phố này kia rồi, quen cái cách sinh hoạt của người ta rồi. Giống như đi qua bên nước ngoài thì có thể là điều kiện kinh tế, điều kiện cuộc sống này kia có thể được cải thiện, nhưng mà buồn á, nói chung là buồn. Còn như ở Việt Nam cái nếu mà có cái tiền á, nói chung là nhà khá giả này nọ đó, buồn buồn cái xong lấy xe chạy lòng vòng chạy lòng vòng ở ngoài đường này kia chơi cũng vui thiệt, nó thư giãn á đó. Đó đây là chạy thẳng lên trên đó là cầu Phú Mỹ nha. Xe thì mấy năm trước á, cũng khoảng 7 năm trước này nọ rồi, cái mỗi lần mà bạn gái mình phải học xong buổi tối á, mình hay chở gái đi lòng vòng ở phía bên này nè. Nếu mà không chạy xuống nhà bè thì sẽ chở gái lên trên cầu Phú Mỹ, đi qua bên quận 2 rồi đi về quận 4, gái phải đi lòng vòng á. Nên là cứ rảnh là mình cứ chở gái đi lòng vòng chơi, chở gái lên trên cây cầu này nè, cao quá trời luôn, nhìn xuống sông á, nhìn buổi tối nhìn xuống á chóng mặt luôn á. Nhưng mà thôi, dù gì nói thì nói chứ cái đó cũng là gọi là chuyện quá khứ rồi, lâu rồi, mà lâu lâu mình vẫn còn hay nhớ thôi.